Vâng, em xin chào quý vị. Hôm nay thì em test bàn giao con khiển này cho anh khách ở Bến Tre nhé. Thì em không không rõ là anh về anh dùng một cái máy nào. Đấy, nên em cứ test ở đây. Nó test hai đời máy nhá, một đời máy 7X. Đấy, anh có thể thấy là đây. Nó sẽ có chuyển được vào này. Đấy, anh nhìn nhá. Đây này, em đang bấm đầu vào cho quân 7 cái như vẫn chạy này, đúng không? Đấy, và bên này là con N7HX là vẫn chạy này. Đấy. Thì ở đây em thử cho anh cả hai đời máy thôi để biết là nó có chạy khiển vẫn hoạt động bình thường nha. Đây này, này chọn bài này, một hai ba bốn nào đấy nhá. Ok nhá. Rồi, chỉnh bát test này. Đời này thì nó sẽ có nút S-Pass để chỉnh chỉnh S chỉ để chỉnh cái bát chép chỉnh sẵn trong máy này, đấy, cái đèn nâng thêm lên này. Đấy. Còn đời này nó sẽ vừa có S-Pass vừa có tông nhá. Đây, thì nút tông này em chỉnh cho anh xem này. Ấn tông một lần để ra bát này, sau đó mình tăng bát bằng cách là ấn nút này. Ấn nút Next này, đấy, và giảm bát thì ấn nút Review này. Ấn một lần giữa thăng chép này để chỉnh chép này. Đấy, được chưa? Đấy nhá. Ok. Đấy thì đời con khiển này thì đấy anh có thể thấy nó vẫn hoạt động bình thường này. To nhỏ ok này. Này. Anh nhìn này. Đúng chưa? Đây nha, với những đời này thì nó là chiếc đáp motor thì nó sẽ như này. À, nó sẽ quay quay lên theo anh thấy không? Tìm cái chiếc đáp. Đấy. Nha, to nhỏ được hết nha. Đấy thì với những cái đời SX này, đời có USB này thì nó không tắt được nguồn. Còn với những cái đời N7X, N7TX và các đời một số đời em chưa chưa biết hết được ấy, thì nó có thể sẽ có đời nó không bật bật được nguồn, có đời bật được nguồn nhé. Đấy, thì đây là dừng khiển đúng chung đấy, ok. Đấy, anh nhìn này, bật nguồn tắt nguồn vẫn được này. Đấy nhá. Ok nhá, thế khiển của anh hoạt động bình thường nhá, giờ em sẽ đóng cái khiển này chuyển đi cho anh. Đấy, và mọi thông tin chi tiết anh cứ liên hệ theo số điện thoại là 0979591682 và 0966594581 giúp em nhá. Vâng. Đấy, anh nào đang có nhu cầu đặt khiển này thì chúng ta alo cho bên em có thể là đi đặt thêm khiển cho quý vị về. Vâng. Các khiển này gần như là nó không không về kèm theo máy mà đều phải đặt rời hết nhá. Anh nào có nhu cầu đặt khiển đời này thì liên hệ cho bên em. Vâng.